sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc, truy cập ngay shopee.vn/vietrachofficialstore. Cô Hạnh xin chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Chào mừng tất cả các bạn đến với bài học tiếp theo của chúng ta. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng vào bài đầu tiên trong chương tiếp theo, đó là chương số 3 trong bộ sách Cánh Diều toán lớp 9. Vậy thì trong chương này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chủ yếu là về căn bậc 2 và căn bậc 3. Đấy chưa? Rồi ở lớp dưới thì chúng ta đã được học về căn bậc 2 số học rồi. Vậy trong chương này chúng ta sẽ được học các khái niệm mở rộng hơn so với căn bậc 2 số học, đó là căn bậc 2 và căn bậc 3 nữa. Đó, vậy thì thế nào được gọi là căn bậc 2, căn bậc 3? Thì và cách tìm các căn bậc 2, căn bậc 3 thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu các bài học trong chương này nhé. Và trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu vấn đề gì? Chúng ta cùng tìm hiểu thông qua cái phần bài toán mở đầu này trước, được chưa? Rồi, một bàn cờ vua có dạng hình vuông gồm 64 ô vuông nhỏ, hình 1. Hỏi mỗi cạnh của bàn cờ thì gồm bao nhiêu cạnh ô vuông nhỏ? À, đây mình trả lời cho cô câu hỏi là mỗi cạnh của bàn cờ thì gồm bao nhiêu cạnh ô vuông nhỏ, được chưa? Rồi, thế thì các bạn thấy là bàn cờ này là có dạng hình vuông gồm có 64 ô vuông, đúng không? Thì bây giờ chúng ta thấy là nếu mà mình trong thực tế mình đếm thì mình sẽ biết được ngay đó là sẽ cạnh của bàn cờ này sẽ là 8 ô vuông, sẽ là cạnh của 8 ô vuông, đúng không? Rồi, thế còn trong toán học thì chúng ta sẽ có công thức để chúng ta tính. Đó, rồi, vậy thì cách tính nó như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay nhé. Đấy, các bạn quan sát cho cô, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về cái phần khái niệm mở rộng hơn so với căn bậc 2 số học, đó là căn bậc 2 và căn bậc 3 của số thực. Rồi, thế thì thế nào là căn bậc 2 và thế nào là căn bậc 3 của một số thực? Cách tìm như thế nào? Chúng ta cùng khám phá trong bài học ngày hôm nay. Và trong bài học ngày hôm nay, bài số 1, nội dung của chúng ta sẽ gồm có 3 phần. Phần 1 la mã là căn bậc 2 của số thực không âm. Phần thứ 2 là căn bậc 3 và phần thứ 3 sẽ là sử dụng máy tính cầm tay để tìm căn bậc 2, căn bậc 3 của một số hữu tỉ. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Phần đầu tiên trước là phần 1, căn bậc 2 của một số thực không âm. Được chưa? Rồi, đầu tiên chúng ta cùng vào cho cô cái phần hoạt động số 1, tìm các số thực x sao cho. À, câu A, x bình bằng 9. Vậy các bạn giải cho cô nhé. Câu A này, x bình bằng 9. Đấy, vậy thì chúng ta đã được học về chương 1 rồi thì chúng ta có thể dễ dàng giải cho cô cái phương trình này để tìm ra x, đúng không? Đây, cô sẽ có như sau, x bình bằng 9 thì cô sẽ chuyển này, 9 này sang bên trái thành trừ 9 bằng 0. Sau đó bên vế trái này cô thấy đây chính là hằng thức hiệu 2 bình phương. X bình trừ 9 thì cô sẽ viết thành x bình trừ 3 bình. Rồi bằng 0. X bình trừ 3 bình vậy cô viết thành x cộng 3 nhân x trừ 3 bằng 0. Và các bạn sẽ thấy rằng đây chính là phương trình tích mà chúng ta đã được học rồi, đúng không nhỉ? Vậy các bạn sẽ cùng giải cho cô này, giải hai phương trình. Đấy, giải cho cô hai phương trình. Phương trình thứ nhất là x cộng 3 bằng 0. Thì x ở đây sẽ bằng bao nhiêu? Âm 3. Rồi, tiếp theo phương trình thứ hai là x trừ 3 bằng 0. Thì x sẽ bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? 3, đúng không? Rồi, kết luận cho cô là vậy. À, vậy nhá. Khi x bằng 3. Đấy. Và x bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? X bằng âm 3 thì x bình sẽ bằng 9. Rồi, ở đây cô sẽ có đó. Xong câu A, tiếp theo là câu B nhá. Rồi, câu B. Câu B là x bình mà bằng 25, đúng không? Rồi, thì cô tương tự như vậy, cô cũng chuyển vế này, trừ 25 bằng 0. Rồi, ở đây mình sẽ có là thành x cộng 5 nhân x trừ vi 5. Rồi, bằng 0. Sau đó các bạn sẽ tìm được cho cô x bằng âm 5 hoặc là x bằng 5. Rồi, giải cho cô phương trình thứ nhất là x cộng 5 sẽ bằng 0 thì x sẽ bằng âm 5. Rồi, thứ hai là x trừ 5 mà bằng 0 thì x sẽ bằng bao nhiêu các bạn? 5. Sau đó kết luận cho cô nhé. Vậy,
x sẽ bằng âm 5 hoặc là x bằng 5 thì khi đó x bình của cô sẽ bằng 25. Đấy, được chưa? Rồi, đây cô sẽ có này. Kết luận nhá. Vậy x bằng âm 5 hoặc là x bằng 5 thì x bình sẽ bằng 25. Rồi, vậy các bạn sẽ quan sát cho cô này. Ở đây bây giờ cô giả sử như sau. Đây, cô có này, các bạn quan sát, có 3 này và âm 3, đúng không? Khi cô có 3 và âm 3 để sao cho khi cô bình phương hai số này lên này, âm 3 tất cả bình bằng mấy nhỉ? 9. 3 bình cũng bằng mấy? 9. Vậy thì khi đó âm 3 và 3 này cô gọi là căn bậc 2 của 9. Đấy. Tương tự như vậy, các bạn thấy là 5 bình phương là bằng 25 này. Âm 5 tất cả bình phương thì bằng 25. Vậy thì khi đó cô sẽ nói rằng là 5 và âm 5 chính là căn bậc 2 của 25. Đấy. Rồi. Vậy thì thế nào được gọi là căn bậc 2 của một số thực x nào đó? Thì chúng ta sẽ có phần định nghĩa như sau nhé. Chúng ta sẽ có phần khái niệm về căn bậc 2 như sau. Là căn bậc 2 của một số thực A không âm chính là một số thực x sao cho x bình phương bằng A. Đấy, được chưa? Bây giờ vận dụng cái phần kết luận này làm cho cô phần luyện tập sau nhé. Các bạn quan sát cho cô này. Luyện tập số 1. Tìm căn bậc 2 của 256. 0,4, 120 phần 36. Vậy các bạn cùng giải này. Đây các bạn quan sát cho cô. Nào, mình sẽ tìm cho cô xem số nào bình phương lên để ra bằng 256. Số thực nào bình phương lên bằng 256 thì số đó sẽ là căn bậc 2 của 256, đúng không? Vậy ta có như sau này. Các bạn thấy là ta có, cô thấy là 16 bình phương thì bằng 256, đúng không? Rồi, tiếp theo là cô lại thấy âm 16 tất cả bình phương cũng bằng 256. Nên khi đó căn bậc 2 của 256 chính là 16 và âm 16. Nên này, căn bậc 2 của 256 là 16 và âm 16. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tìm căn bậc 2 của 0,04 cho cô. Thế thì cô có là hai số để bình phương lên bằng 0 là 0,2 và âm 0,2. Vậy khi đó cô lại có như sau. Ta có này, 0,2 tất cả bình phương này bằng 0,04. Tiếp, âm 0,2 tất cả bình phương cũng bằng 0,04. Nên căn bậc 2 của 0,04 là căn bậc 2 của 0,04 sẽ là 0,2 và âm 0,2. Được chưa? Tiếp theo là 121 phần 36 thì ở đây các bạn thấy là nó là dạng phân số đúng không? Thì khi đó cô thử xem là phân số nào bình phương 121 phần 36 thì cô sẽ có như sau. Bây giờ cô có là vì này, đây, 121 thì ở đây nó chính là 11 bình và âm 11 bình, đúng không? Thì còn 36 thì chúng ta thấy là sẽ là 6 bình hoặc là âm 6 tất cả bình. Vậy thì khi đó phân số mà bình phương lên để bằng phân số này sẽ là 11 phần 6. Đấy, vì 11 phần 6 tất cả bình này bằng 121 phần 36 và... Ngoài ra chúng ta lại có là âm 11 phần 6 tất cả bình bằng 121 phần 36. Nên khi đó cô sẽ có căn bậc 2 của phân số này. Nên căn bậc 2 của 121 phần 36 sẽ là 11 phần 6 và âm 11 phần 6. Đấy là phần luyện tập của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cho cô một số những cái chú ý như sau nhé. Chú ý của chúng ta như sau. Đó là với, các bạn quan sát cho cô này. Với ở đây là cô cho hai số A, B không âm. Thì ta sẽ có nếu A nhỏ hơn B thì căn A sẽ nhỏ hơn căn B.
Còn nếu căn A nhỏ hơn căn B thì A sẽ nhỏ hơn B. Nhớ là trong trường hợp A, B phải không âm các bạn nhé. Rồi, đấy là phần chú ý của chúng ta. Bây giờ chúng ta tiếp tục cùng làm cho cô. Tiếp theo chúng ta cùng sang cho cô phần thứ hai, đó là về căn bậc 3. Thế nào là căn bậc 3 của một số thực? Chúng ta cùng vào cho cô phần 2 La Mã, căn bậc 3. Cùng làm cho cô phần hoạt động số 2 này. Bạn Loan cần làm một chiếc hộp giấy có dạng hình lập phương với thể tích là 64 dm khối. Hỏi cạnh của chiếc hộp giấy đó là bao nhiêu decimet? Biết rằng độ dày của tờ giấy để làm hộp là không đáng kể. Bây giờ các bạn quan sát cho cô là hình lập phương thì thể tích của nó sẽ bằng A mũ 3. Đấy, với A chính là độ dài cạnh của hình lập phương, đúng không nhỉ? Thế thì bây giờ chúng ta phải tìm một số sao cho cái số A đấy, để sao cho là A mũ 3 phải ra bằng 64, đúng không? Tức là phải tìm một số mà số đó mũ 3 lên để bằng 64. Thì các bạn sẽ tìm được ngay đó là 4, đúng không? 4 mũ 3 thì bằng 64. Vậy các bạn sẽ kết luận cho cô là vậy cạnh của chiếc hộp giấy đó sẽ là 4 decimet. Được chưa? Vì 4 mũ 3 bằng 64. Các bạn sẽ trả lời cho cô vào đấy nhá, là độ dài cạnh của chiếc hộp giấy sẽ là 4 decimet vì 4 mũ 3 bằng 64. Được chưa? Vậy thì khi đó chúng ta sẽ có cho cô cái phần kết luận như sau này. Chúng ta thấy 4 mũ 3 là bằng 64. Vậy thì ta sẽ nói rằng 4 chính là căn bậc 3 của 64. Hay nói cách khác là căn bậc 3 của 64 chính là 4. Vậy từ đây cô sẽ có cái khái niệm về căn bậc 3 như sau. Các bạn quan sát này, là căn bậc 3 của một số thực A chính là số thực x sao cho x mũ 3 bằng A. Và lưu ý cho cô là căn bậc 3 của số thực A thì người ta sẽ ký hiệu là căn bậc 3 như thế này. Đấy, của A, được chưa? Và một cái lưu ý nho nhỏ nữa ở đây là gì? Là căn bậc 3 của A xong mà tất cả mũ 3 thì sẽ ra bằng A. Đấy, lưu ý cho cô nhé. Cái này rất là quan trọng đây này. Hoặc là mình có thể ngược lại, mình hiểu là A mình có thể viết được thành là căn bậc 3 của A tất cả mũ 3. Đấy, nhá. Đây, bây giờ vận dụng cho cô cái phần chú ý này, làm cho cô phần luyện tập 2. Tìm giá trị của câu A này, căn bậc 3 của âm 8. Đấy, thì cô sẽ có này, giải nhá. Đây, cô sẽ có như sau, câu A này. Căn bậc 3 của âm 8 thì các bạn sẽ nghĩ lại cho cô xem là số nào mũ 3 lên để bằng âm 8 các bạn nhỉ? À, là số âm 2, đúng không? Rồi, thế thì khi đó căn bậc 3 của âm 8 sẽ là âm 2. Rồi, cô có như sau. Căn bậc 3 của âm 8 thì chính là bằng căn bậc 3 của bao nhiêu? Của âm 2 rồi tất cả mũ 3 như thế này. Đấy, rồi. Thì ở đây chúng ta thấy căn bậc 3 của âm 2 tất cả mũ 3 thì sẽ bằng âm 2. Chưa? Ở đây thì các bạn có thể lưu ý cho cô một cái công thức như sau. Là căn bậc 3 của một số A xong rồi A mũ 3 như thế này thì sẽ bằng A các bạn nhé. Rồi, và nó sẽ giống như cái chú ý vừa nãy, là có thể viết như sau. Đấy, mũ 3 như thế này thì vẫn là bằng A, được chưa? Rồi, bây giờ câu B nào. Câu B là căn bậc 3 của âm 0,064. Đấy, thì sẽ bằng bao nhiêu? Rồi, thế ở đây cô sẽ có là căn bậc 3 của âm 0,064 thì cô sẽ có viết như sau, bằng âm 0,4 tất cả mũ 3 ở trong. Được chưa? Rồi, vậy ở đây mình sẽ được là âm 0,4. Đấy. Rồi, mình hiểu là nếu trong này mũ 3 thì mình sẽ có thể bỏ được cái căn bậc 3 ở ngoài nhá. Tiếp câu C này, căn bậc 3 của 1/125. Đấy, thì cô sẽ viết được thành như sau, căn bậc 3 của này 1/125 thì chúng ta sẽ viết được thành phân số là 1/5 tất cả mũ 3 như thế này. Đấy, vậy ở trong này mũ 3 thì chúng ta có thể là làm mất cái căn bậc 3 ở ngoài. Vậy nó sẽ chỉ bằng 1/5. Xong, đấy là cách để chúng ta tìm giá trị căn bậc 3 của một số thực. Tiếp tục chúng ta sẽ có một cái chú ý của chúng ta như sau, là với hai số A và B thì ta có, nếu A mà nhỏ hơn B thì căn bậc 3 của A sẽ nhỏ hơn căn bậc 3 của B. Và nếu căn bậc 3 của A mà nhỏ hơn căn bậc 3 của B thì A sẽ nhỏ hơn B. Được chưa? Đấy là phần chú ý của chúng ta. Bây giờ các bạn sẽ cùng quan sát cho cô.
Tiếp theo chúng ta cùng sai cho cô phần thứ ba, đó là cách để chúng ta có thể sử dụng máy tính cầm tay để chúng ta có thể tính căn bậc 2, căn bậc 3 của một số thực. Các bạn sẽ cùng vào cho cô phần 3 nhé. Sử dụng máy tính cầm tay. Rồi các bạn quan sát cho cô này. Ta có thể tính được giá trị đúng hoặc là gần đúng căn bậc 2, căn bậc 3 của một số hữu tỉ bằng máy tính cầm tay như sau. Các bạn quan sát này, để tính căn bậc 2 của một số hữu tỉ dương thì ta sử dụng phím như sau. Đấy, các bạn sẽ quan sát cho cô cái phím này. Trong cái máy tính, được chưa? Đây thì cô sẽ dùng máy tính FX570, được chưa? Đây chính là cái phím căn bậc 2. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có này, còn để tính căn bậc 3 của một số hữu tỉ thì ta sẽ sử dụng liên tiếp hai phím. Tức là chúng ta sẽ không phải sử dụng mỗi phím này mà chúng ta sẽ sử dụng phím Shift sau đó cái phím căn này. Được chưa? Này các bạn quan sát nhá. Shift xong căn. Được chưa? Rồi, bây giờ cô lấy ví dụ như sau, để tính căn bậc 2 của 5, âm căn 11, rồi là căn bậc 3 của 343 và căn bậc 3 của âm 215 thì ta sẽ làm như sau. Đây các bạn quan sát này, phép tính này, đây là căn bậc 2 của 5, đúng không? Căn 5 này thì các bạn sẽ nhấn các nút như sau là căn này, sau nhấn phím 5 này, rồi bằng. Vậy kết quả sẽ hiện ra là 2,23606977, được chưa? Tiếp tục là âm căn 11. Vậy các bạn sẽ nhấn cho cô các nút này. Âm, đấy, nhấn cái nút âm ở trên màn hình này. Rồi sau đó căn, sau đó bấm 1, 1 bằng. Đấy thì mình cũng sẽ được hiện được kết quả như thế này. Tiếp tục là căn bậc 3 của 343. Thì muốn có căn bậc 3 thì mình phải nhấn phím gì các bạn nhỉ? Shift sau đó mới căn nhá. Shift căn 3, 4, 3 xong bấm phím bằng. Thì mình sẽ hiện ra kết quả là dương 7. Tiếp tục là bấm căn bậc 3 của âm 215. Thì chúng ta lại tiếp tục căn bậc 3 thì mình phải nhấn nút Shift trước đúng không? Shift căn bậc 2 này. Âm 2, 1, 5 bằng. Đấy, xong nó sẽ hiện ra là âm 5,99072, vân vân. Được chưa? Đấy là cách để chúng ta sử dụng máy tính cầm tay để chúng ta tính căn bậc 2 của một số hữu tỉ dương và căn bậc 3 của một số hữu tỉ. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào làm cho cô phần luyện tập số 3 nhé. Sử dụng máy tính cầm tay để tính giá trị đúng hoặc gần đúng trong mỗi trường hợp sau. Rồi, vậy bây giờ câu A mình sẽ nhấn các nút như thế nào? Này, các nút này. Đây, có ở đây mình tính căn bậc 2 đúng không? Thì các bạn, đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải mở máy lên đã, khởi động máy bằng cái nút on rồi, là đương nhiên rồi nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm cho cô vào cái nút đầu tiên là nút căn này. Đấy, nút căn này cho cô. Sau đó chúng ta sẽ bấm cho cô là 2 này. Tiếp theo là nút 2 nhá. Bấm số 2 này. Tiếp theo là phẩy này đúng không? Phẩy thì các bạn sẽ bấm vào cái dấu chấm ở trên gì? Trên máy tính. Đấy. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ bấm cho cô 3 và số 7. Rồi, 3 này. Tiếp theo 7 này. Sau đó chúng ta sẽ như thế nào đây? Bấm tiếp tục là bằng, đúng không? Rồi, bấm phím bằng. Sau khi bấm phím bằng xong thì các bạn sẽ thấy nó ra là căn của 237 phần 10, đúng không? Thế thì khi đó các bạn sẽ muốn cho nó ra số thập phân ấy thì các bạn sẽ bấm cho cô vào cái nút này tiếp này. Nếu muốn ra số thập phân nhá, sẽ là ra cái bấm nút F tương đương D đây này. Đấy, cái nút mà cạnh cái mở cộng đấy. Được chưa? Thì khi đó kết quả sẽ hiện ra cho cô ở đây là 1,53948,0432. Đấy, được chưa? Tiếp theo là câu B. Câu B để bấm được thì các bạn sẽ làm cho cô như sau. Nào, đây là căn bậc 3. Thì đầu tiên là chúng ta vẫn phải khởi động máy lên bằng nút on trước đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ bấm căn bậc 3 thì mình phải bấm nút Shift trước nhá. Shift này. Đầu tiên là Shift. Rồi, sau đó tiếp theo sẽ là cái nút căn giống như ở trên đúng không? Căn. Sau đó nút thứ 3. Đây, cô sẽ bấm theo này, Shift K.
căn bậc. Rồi, sau đó ở đây mình sẽ có âm này. Rồi. Âm, đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ làm như nào tiếp? Ở đây chúng ta muốn có cái phân số 7 phần 11 thì các bạn sẽ nhấn cho cô cái nút này. Cái nút mà nó có cái phân số đây này. Đấy, gạch như thế này đấy. Được chưa? Rồi, sau đó chúng ta sẽ nhập ở phía trên sẽ là mấy các bạn? 7. Đấy, xong nó sẽ hiện cái thanh đấy là 7 mình ghi trên này. Rồi, sau đó sau khi bấm 7 rồi mình sẽ bấm cho cô cái nút để di chuyển về dưới mẫu nhá, bằng cái nút này. Tiếp theo này. Đấy, bằng cái nút ở dưới này đây này. Được chưa? Rồi, sau đó chúng ta sẽ bấm ở dưới mẫu sẽ là gì các bạn? 1 1, đúng không? 1 này. 1. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ bấm cho cô là phím bằng nhá. Vậy các bạn sẽ ra được là bao nhiêu đây? Kết quả sẽ là âm 0,8601 chấm chấm. Nó rất là dài. Đấy chính là cách để chúng ta bấm và cũng là phần luyện tập 3 của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cho cô toàn bộ kiến thức của bài học ngày hôm nay để làm cho cô một số bài tập trong sách giáo khoa nhé. Phần bài tập của chúng ta như sau, các bạn cùng chú ý lên trên bảng này. Ở đây cô sẽ giải cho các bạn một số bài tập trong sách giáo khoa. Đầu tiên sẽ là bài số 1 nhé. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Câu A, mỗi số dương có đúng hai căn bậc 2 là hai số đối nhau. À, câu này đúng không nhỉ? Cô lấy ví dụ số dương 9 thì có đúng hai căn bậc 2 là 3 và âm 3. Thế thì 3 và âm 3 chính là hai số đối nhau, đúng không? Rồi, vậy tiếp theo là câu B này. Đây, vậy câu A mình sẽ có câu A đúng nhé. Câu A đúng này. Câu B, số âm không có căn bậc 2. À, đúng rồi, số âm thì sẽ không có căn bậc 2. Được chưa? Vậy câu B vẫn đúng. Tiếp này, câu C, số âm không có căn bậc 3. À, câu này sai, đúng không? Căn bậc 3 thì chúng ta sẽ có là có cả căn bậc 3 của số âm nữa. Vì vậy, câu C này sai. Câu D nào, căn bậc 3 của một số dương thì sẽ là số dương. À, đúng rồi, căn bậc 3 của 8 thì sẽ là dương 2. Đấy chưa? Rồi, vậy câu D đúng. Tiếp là câu E này. Căn bậc 3 của một số âm là số âm. Câu này cũng đúng. Cô lấy ví dụ, căn bậc 3 của âm 8 thì sẽ là âm 2. Chưa? Vậy câu E này cũng đúng. Vậy chúng ta sẽ có phương án A, B, D, E là phương án đúng. Còn phương án C, câu C sẽ là phương án sai nhé. Rồi, đấy là bài số 1. Bây giờ chúng ta cùng làm cho cô bài số 2. Bài thứ 2 của chúng ta đó là tìm căn bậc 2 của câu A này. 289. À, vậy thì ở đây chúng ta có thể bấm máy tính các bạn nhé. Ví dụ chúng ta bấm máy tính căn bậc 2 của 289 thì chúng ta thấy là khi bấm máy tính thì các bạn bấm nó sẽ ra là 17, đúng không? Đấy, nhưng mà đây thì cái kết quả 17 này nó chỉ là căn bậc 2 số học thôi. Vậy bây giờ muốn tìm căn bậc 2 của 289 thì mình sẽ lấy thêm cái số đối của số 17 này nữa, đấy là âm 17. Đấy, được chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ giải như sau. Các bạn quan sát này, câu A cô có là vì này, 17 bình phương bằng 289 và âm 17 tất cả bình cũng bằng 289. Nên căn bậc 2 của 289 sẽ là bao nhiêu đây các bạn nhỉ? À, sẽ là 17 và âm 17. Rồi, tiếp theo câu B, cô cũng làm tương tự như vậy. Các bạn thấy là khó nhập quá thì chúng ta có thể bấm máy tính trước nhá. Đây các bạn cập bấm căn của 0,81. Thì chúng ta thấy bấm trong này nó sẽ ra là 9 phần 10. Và bấm S tương đương D thì chúng ta sẽ được là 0,9 đúng không? Thì đây chính là căn bậc 2 số học của 0,81. Thì muốn tính căn bậc 2, tìm căn bậc 2 thì mình sẽ lấy thêm cái số đối của 0,9 nữa là âm 0,9. Vậy cô sẽ có như sau. Vì 0,9 tất cả bình này bằng 0,81 và âm 0,9 tất cả bình cũng bằng 0,81, nên căn bậc 2 của
0,81 sẽ là 0,9 và âm 0,9. Rồi, đấy là câu B. Tiếp theo là câu C. Cũng tương tự như thế, cô sẽ có là căn bậc 2 của 1,69 thì sẽ là 1,3 và âm 1,3, đúng không? Vì 1,3 tất cả bình này bằng 1,69 và âm 1,3 tất cả bình cũng bằng 1,69. Nên căn bậc 2 của 1,69 sẽ là 1,3 và âm 1,3. Tiếp theo là câu D. Thì ở đây người ta thích điểm phân số, cô cũng sẽ để theo nhé. Đây cô sẽ có là vì đây cô có căn bậc 2 của 49 phần 121 sẽ là 7 phần 11 và âm 7 phần 11. Vì này, 7 phần 11 tất cả bình bằng 49 phần 121 và âm 7 phần 11 tất cả bình cũng bằng 49 phần 121. Nên khi đó căn bậc 2 của này 49 phần 121 sẽ là 7 phần 11 và âm 7 phần 11. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng làm cho cô bài số 3, đó là tìm căn bậc 3 của số thực nhé. Bài thứ 2 của chúng ta như sau, là tìm căn bậc 3 của câu A này, 1331. Thì khi đó cô sẽ có những lời giải như sau. Khi mà tìm căn bậc 3 thì cô có thể ghi luôn bằng ký hiệu như thế này các bạn nhé. Căn bậc 3 của 1331 thì sẽ bằng căn bậc 3 của này. Các bạn quan sát cho cô, 1331 thì nó chính là 11 mũ 3. Đúng không? 11 mũ 3, thế thì ở đây, ở trong này mũ 3 và ở đây căn bậc 3 thì chúng ta có thể bỏ, loại bỏ được. Ở đây sẽ ra là 11. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta có câu B. Căn bậc 3 của âm 27 thì cô sẽ viết như sau. Bằng căn bậc 3 của âm 3 tất cả mũ 3 như thế này. Đấy, vậy kết quả sẽ bằng âm 3. Tiếp tục câu C. Là căn bậc 3 của bao nhiêu? Âm 0,216. Đấy, các bạn có thể bấm máy tính nhé. Rồi, thế thì ở đây cô sẽ có là bằng căn bậc 3 của bao nhiêu? Âm 0,216 thì ở đây sẽ là âm 0,6 tất cả mũ 3. Đấy, vậy ở đây chúng ta sẽ được là bằng âm 0,6. Tiếp theo câu D là 8 phần 343, căn bậc 3 của số này. Thì sẽ là bằng căn bậc 3 của bao nhiêu? 8 phần 343 thì cô sẽ viết được thành 2 phần 7 tất cả mũ 3 như thế này. Đấy, vậy kết quả sẽ bằng 2 phần 7. Cô được kiểm tra bằng máy tính nhé. Đây chúng ta sẽ có bấm shift căn này của 8 phần 343. Đấy, sẽ bằng 2 phần 7, đúng rồi. Đấy là phần bài số 3 của chúng ta. Tiếp theo các bạn cùng làm cho cô một cái bài nó hơi nâng cao hơn một xíu. Đấy là bài số 5 nhé. Bài số 5 của chúng ta sẽ là một cái bài toán về chứng minh này. Đấy, các bạn quan sát cho cô câu A này, câu B. Vậy thì để chứng minh câu A này, cô sẽ thấy rằng là vế trái nó cồng kềnh hơn. Thì cô sẽ đi biến đổi vế trái, sau đó mình sẽ chứng minh nó bằng vế phải. Và đây cô sẽ gọi đây là đẳng thức số 1 nhá, đây là đẳng thức số 2, được chưa? Nào, bây giờ để giải phần này cô sẽ làm như sau. Câu A này, cô sẽ ghi là vế trái của 1 bằng vế trái của 1 là các bạn quan sát cho cô nhá. 2 trừ căn 3 nhân với 2 cộng căn 3. Đấy, cô sẽ được là bằng. Thế thì 2 trừ căn 3 nhân 2 cộng căn 3 thì đây chính là hằng đẳng thức, đúng không? Đây chính là hiệu 2 bình phương. Vậy đây cô sẽ viết được thành 2 mũ 2 trừ đi căn 3 tất cả mũ 2. Đấy, A trừ B nhân A cộng B thì chúng ta sẽ viết thành A bình trừ B bình đấy. Vậy ở đây cô sẽ được là bằng 2 bình thì chúng ta được là 4 này, trừ đi căn 3 tất cả bình thì chúng ta được là bằng 3. Thế 4 trừ 3 thì chúng ta thấy là bằng 1. Đấy, nó sẽ bằng với vế gì nhỉ? Vế phải của 1. Đấy, vậy chúng ta sẽ có là điều phải chứng minh xong.
Bây giờ câu B thì cô sẽ làm như thế nào? Các bạn quan sát nhé. Ở đây câu B cô sẽ đi biến đổi cái vế trái của đẳng thức 2 này. Cô sẽ có như sau. Vế trái của 2 là, các bạn quan sát nhá. Đây mình sẽ có là căn bậc 3 của 2 này cộng với 1 nhân với mở ngoặc vuông này, căn bậc 3 của 2 tất cả bình này trừ đi căn bậc 3 của 2 cộng với 1 đóng ngoặc. Thì cô sẽ viết được bằng như thế nào? Các bạn quan sát nhá. Ở đây cô sẽ có như sau. Đây cô sẽ viết xuống đây đi. Đấy, bằng. Các bạn sẽ quan sát cho cô ở đây nó sẽ là hằng thức đấy. Nhưng mà chúng ta cùng xem phát hiện ra đây là hằng thức gì nhá. Đây là căn bậc 3 của 2 này cộng với 1 cô viết nguyên nhân với ở đây mở ngoặc vuông. Thì các bạn thấy ở đây nó sẽ là A bình phương. Đây cô giả sử đây là A, đây là B nhá. Thì nó sẽ có dạng là A cộng B nhân A bình trừ AB cộng B bình. Đấy. Thì cô sẽ biến đổi như sau. Căn bậc 3 của 2 tất cả bình này trừ đi căn bậc 3 của 2 nhân với 1 vào đây có ảnh hưởng gì không? Không, đúng không? Đây để cô có là A nhân B đây cộng với B bình tức là 1 bình. 1 bình thì nó vẫn là 1 thôi, không làm thay đổi kết quả. Đấy, vậy ở đây cô thấy đây chính là hằng thức A cộng B nhân A bình trừ AB cộng B bình. Vậy đây chính là hằng đẳng thức số 6 đúng không? Đấy là A mũ 3 cộng B mũ 3 tổng hai lập phương. Vậy cô sẽ có là căn bậc 2, căn bậc 3 của 2 tất cả mũ 3 này cộng với 1 mũ 3. Thế thì khi đó cô sẽ được căn bậc 3 của 2 tất cả mũ 3 thì nó sẽ ra bằng 2 cộng với 1 mũ 3 thì bằng 1, 2 cộng 1 thì bằng 3, chính là bằng vế phải của 2. Điều phải chứng minh. Vậy mình đã chứng minh được cho cô hai cái câu trong bài số 5 này rồi, đúng không? Dựa vào hằng thức. Và về nhà thì chúng ta sẽ làm thêm cho cô các bài tập còn lại trong sách giáo khoa, sau đó đọc trước cho cô bài tiếp theo trong chương nhé. Bây giờ cô Hạnh xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bài tiếp theo. Xin chào tất cả các em. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.